Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 phiên bản China. Ok, và mỗi cửa sẽ là một cái màn mới. Bây giờ nó cho mình vào một cái màn gọi là chúng ta phải xếp hàng, xếp đồ để gọi là ra được những viên đạn bắn con zombie. Ok, rất là tuyệt vời luôn. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ok, chúng ta sẽ cố gắng tập trung căng thẳng luôn để gọi là không để mấy cái con zombie này phá mình được. Cố lên nào anh em ơi. Ok, đây một màu xanh liên hoàn, màu đỏ đây, đúng rồi màu đỏ. Và đây là chúng ta đang cần băng các bạn ơi, chúng ta đang cần băng liên hoàn băng, và chúng ta đang cần màu hồng. Màu hồng đâu rồi? Ok, bây giờ chúng ta cần cái dừa. Dừa sim đâu? Dừa sim đây rồi, dừa sim bắn một phát quá bự, đúng. Và chúng ta đang cần băng, băng 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 đây rồi, băng liên hoàn băng luôn. Phải trời, cỡ vậy đâu mà nó vẫn không sợ các bạn ơi. Ok, hãy xem súng ba tia bắn đây. À, và bây giờ tới màu tím. Ok, bây giờ chúng ta đang cần băng, băng băng giá thành công, đúng rồi, băng đâu hết rồi, băng đây, tới liền. Ok, băng nữa, băng nữa, chúng ta cần băng nữa các bạn ơi, băng đang bị thiếu quá rất là nhiều luôn. Màu xanh. Ok, rồi nào, giờ cần lửa, chúng ta đang cần lửa. Ô là ai da, đã vừa, đã vừa, đã vừa sim đâu rồi. Ok, băng đang bị thiếu, thiếu băng rồi anh em ơi, vô. Trời, băng liên hoàn luôn mới được. Bây giờ màu tím đang khan hiếm rồi, tình hình rất là căng thẳng luôn anh em ơi. Ok, lửa. Xem nào, chúng ta là phải tập trung căng thẳng luôn mới được, như vậy thì quá nguy hiểm. Và bây giờ tới đây vừa sim, vừa sim hết rồi, vừa sim ai bán tôi mua, ai mua tôi bán vừa sim đây rồi, đâu hết rồi các bạn ơi. Cần lắm một vòng tay. Trời ơi, vừa sim nó hết trơn rồi, lấy gì bắn đây. Đây rồi, đúng. Quá tuyệt vời. Ok, rất là hồi hộp luôn. Mình tập trung căng thẳng luôn để gọi là không sử dụng kim cương để qua được cái màn này các bạn à. Rất tuyệt vời, gọi là đắm đuối luôn. Ok, qua được cái màn 23 là chúng ta lết tới cái màn 24. Xem nó sẽ cho mình cái thử thách gì đây. Cái thử thách gì đây, bỏ qua luôn cái nào, vô quýnh thôi. Ok, và các bạn xem video đừng quên cho một like ủng hộ nha. Và hãy chia sẻ video giúp mình với. Chỉ tốn vài giây thôi. Ok, bây giờ tiếp theo là cái màn gì đây. Chúng ta sẽ chiến đấu với những con zombie. Ok, chúng ta có được 5 cái con này bảo vệ rồi. Cái này là đỡ khổ dữ lắm luôn á. Ở băng tuyết nó đóng hết trơn rồi, nó đóng băng mọi thứ luôn rồi. Bây giờ nó cho mình 2, 4, 5 5 cái. Và có được hoa mặt trời luôn. Có được hoa mặt trời để bảo vệ. Một con zombie đã xuất hiện. Ok, chúng ta giác súng ra thủ. Ồ, cái hơi căng đây các bạn ơi. Tình hình này hơi bị hấp dẫn luôn. Chúng ta gọi là thiếu tiền trầm trọng. À, thiếu tiền dữ quá cho nên chúng ta cần phải gọi là đi kiếm tiền thôi. Trồng nhiều hoa mặt trời lên. Đây rồi, một cái hoa mặt trời ở đây. Cản, xây đá cản nó lại bớt các bạn ơi. Gió thổi lạnh người luôn. Coi nào anh em ơi, sao mà đông dữ vậy nè, zombie đang lết ra nhiều quá. Ok, chúng ta còn phải giác cái súng lửa để tùm lum mới được. À, lấy lửa, lấy mấy con này để hơ băng cho nó tan băng ra để ra mặt trời các bạn ơi. À, ok, để mấy con lửa mà gần mấy cái tảng băng là băng bị tan hết luôn. Rồi nào, chúng ta còn phải nâng cấp súng lên, nâng cây súng, nâng hai cây đi. Đây, giác thêm một dàn súng nữa các bạn ơi. Để yếu quá là sẽ bị ăn hiếp. À, khi mà không nổi thì chúng ta sẽ gọi là đục mấy cái cục này ra để cho nó cản, gọi là xài chiêu cản đường thành công. Ok, cố lên nào anh em ơi, dường như là con zombie này đang rất là lì luôn. Ok, xem nào, thử cái 33 dập thợ nó hút luôn rồi, sạch sẽ dã man thiệt. Ok, ở đây cái em này lết gần tới nhà mình luôn. Ô, mừng quá, đã bị hạ, em ấy đã không thể nào chịu nổi. Cỡ nào, cục ở giữa đi, cục ở giữa đang bị ăn hiếp.
Đường giữa đang bị gọi là tấn công ào ạt các bạn ơi. Ô, nó đẩy con này đi luôn cơ. Phải giác cái con zombie ra mới được. Giác mấy con lửa này ra hù lại mới được. Cái gì đây? Hành tây đúng rồi, chúng ta cho nó ăn hành đi. Cho nó ăn hành cho nó xỉn luôn. Ok, phải làm sao cản được. Rồi, nó nhai mình rồi. Ồ, cứ từ từ nào bạn hẹn. Cần tiệt chiêu rồi, đây rồi, tiệt chiêu đây. Phun lửa thành công, quá tuyệt vời. Chúng ta đã xài tiệt chiêu được rồi, mừng quá. Gọi là mình chơi để không có phải chịu cái gì ta. Đúng rồi, để không có sử dụng kim cương các bạn. Nên mình gọi là tập trung căng thẳng luôn. Tập trung căng thẳng luôn để không có phải xài kim cương. Ok anh em ơi, chúng ta phải cố lên. Cần lắm một vòng tay. Tay đâu, tay đâu? Sao cái này nó tiệt chiêu, cái nó ra cái gì? Ô, nó ra một đống cái gì màu xanh lè xanh lét nè. Ô, mấy cái xanh xanh đó, nó bay ra và nó nổ một cái luôn. Ok, thì ra là vậy. Thì ra cái con mà 350 tiền là nó như vậy. Đó, cho nó một cái coi nào. Ô, căng quá các bạn ơi. Tình hình hơi bị căng thẳng luôn. Trời ơi, nó tấn công vô nhà mình rồi kìa. Làm sao đây? Ok, chúng ta gọi là đã bị hai phát, bị banh hết hai đường. Ok, ba đường luôn. Chúng ta quá thê thảm rồi. Ok, phải cho mấy con này ăn hành tây với cho nó gọi là ăn đá để cản lại mới được. Cái tình hình như vậy là chúng ta nguy hiểm quá. Ok, tập trung căng thẳng luôn anh em ơi. Đó, cho nó xài chiêu nướng thịt thần công mới được. Để tình hình mà bị ăn hiếp như vậy là không được rồi. Coi nào, mình đang cố gắng hết sức luôn. Ô, cái con này gần tới nhà rồi, không có để cho tới nhà được các bạn ơi. Cái gì chứ, nó tới nhà mình là mệt á. Nó tới nhà mình là đuối luôn á. Ok, chú ấy đang cố gắng ăn cái gọi là... Coi nào, chú ấy đang cố gắng ăn cái cục đá của mình. Chúng ta thôi là cố thủ thôi, không có để mấy cái vụ cái tình trạng mà bị ăn hiếp xảy ra nữa. Tiệt chiêu cái nào anh em. Đỡ rồi, đỡ được một đường rồi các bạn ơi. Tình hình đang rất là căng thẳng luôn, mình gọi là đang bị đơ luôn rồi. Ôi, không được, sao cái con chim này nó lì vậy, không có được. Ok. Trời ơi, mém bị banh sát các bạn ơi, căng thẳng quá. Cái con này nó bay qua cái con lửa của mình, nó nhảy qua bên kia luôn. Ô, nữa hả? Oh my god, tới bây giờ mà mấy con này nó vẫn còn liều, cái con zombie này nó vẫn còn liều các bạn ơi. Con zombie này nó liều quá đạo luôn á. Công nhận cái màn này nó chơi mình căng thiệt. Ô, cái gì vậy? Con zombie này nó lết vô tới đây luôn rồi. Hành tây thần công đâu? Đó, phải phun hành với nó mới được. Xúc cái cây bông này dẹp, lấy cục lửa lại đây để đó, cho gọi là nướng zombie thành công. Gọi là rất là căng thẳng luôn. Rồi, oh yeah, cuối cùng thì nó cũng đã bị nằm xả lai. Quá mừng. Chóng luôn. Không ngờ là mấy cái cửa này nó khó tới vậy luôn á. Chỉ cần sơ sẩy chút xíu là chúng ta xây sở không kịp. Gọi là bị đơ luôn. cái gì vậy? Ok, và mọi người xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người thích làm về cái game gì thì đừng quên comment bên dưới video. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ giúp mình nha. Ok, bye bye mọi người.